thân tình chỉ còn lại con số không, ai thương nhau rồi và ai quên nhau rồi, trong suốt cuộc đời tương lai trả lời. Xin chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu cái dòng âm ly hai kênh có thương hiệu là Lode. Thì cái thương hiệu của nó là Hitachi, model là HA9000D. Thì đây là một trong những cái thương hiệu đình đám của Audio Nhật, và nó sẽ có cái giá xuất xưởng khá là cao, 89.800 yên Nhật, phát hành vào năm 1988. Thì về thực chất thì đây là cái gốc của cái dòng âm ly Denon BMA780D do hãng Hitachi mua lại ha, mua lại tất cả từ những thiết kế cho tới ruột gan và cái cấu hình của nó, và một số linh kiện vẫn còn đang sử dụng là của Denon. Thì đây là hàng bãi Nhật về ha, hình thức còn rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Và với cái dòng này ha, sẽ cho cái tiếng bass và tiếng chép khá là mạnh và rất là chi tiết. Và đặc biệt là dòng này có luôn cái chế độ là DA, tức là có thể chơi trực tiếp là các tín hiệu kỹ thuật số ha, nhưng nó sẽ lấy tín hiệu từ cái cổng là có xô chứ không phải là cổng quang. Rồi, với cái dòng này ha, thì nó sẽ có cái cấu hình khá là lớn ha, như là những cái chức năng cơ bản như là low net, chỉnh bass chép ha, và chế độ A, B và A cộng B ha. Thì đó là về cái hình thức của máy ha. Và đây là cái nội thất ha. Như các bác sẽ thấy là cái biến thế của nó là khá to ha. Cực kỳ to luôn ha. Và sử dụng là 4 tụ ha. 4 tụ loại nít bông ha. 4 tụ là mỗi tụ là 8200 microfarad ha. Và miếng tản nhiệt cũng khá là lớn ha. Và đây là sử dụng 4 cái sò xăng Ken, sò khá là lớn nha các bác. Bốn sò xăng Ken loại đại luôn ha. Chất câm của những cái này thuộc là dòng huyền thoại rồi, rất là nổi tiếng ha, như những dòng Denon 780D, 890D nha. Như các bác sẽ thấy đây là cái mạch xử lý tín hiệu ha, nó là do Denon sản xuất luôn. Đây là một cái thương hiệu nó đã chuyển giao hết toàn bộ công nghệ, chỉ khác về cái thương hiệu là logo là Lode thôi, chứ toàn bộ ruột gan hay là cái cấu hình như thế nào thì tất cả đều là giống Denon BMA780D. Là với cái bộ nguồn thì nó sẽ có cái công suất lớn lên đến là 400 VA và nặng là 6,2 kg. Thì nó sẽ có khả năng cung cấp nguồn để đủ chơi cái công suất lớn. Và cái tổng cái tụ điện của nó đây thì cái theo thông tin của hãng thì nó sẽ lên đến là 32.800 microfarad để cung cấp cái nguồn cho toàn bộ cái phần công suất ha. Rồi thì đó là cái nội thất ha. Như các bác sẽ thấy là nội thất cực kỳ khủng ha, với một cái dòng âm ly hai kênh là như vậy. Đây là cái nội thất phía sau của nó ha. Và đây là cái khu vực để kết nối cái cổng quang vào, cái cổng kỹ thuật số vào ha. Là CD DAC ha, nhưng mà đây là chỉ là cái kết nối là có xô. Hiện tại em đang kết nối bằng ngõ analog là CD. Và với cái dòng này nó sẽ cho cái cầu nối luôn ha. In out thì ta có thể sử dụng làm rề hoặc là bao, khi mà rút cái cầu nối này ra để ghép nối với cái một cái lọc hoặc là một cái van để hát karaoke cũng khá là hay. Và đây là cái thông số của nó, Hitachi HA9000D, điện áp 100V và cái công suất tiêu thụ điện là 216W ha. Con này dòng hai kênh thì khá là gấu. Và cái công suất âm thanh của nó ha, khi mà kết nối với loa 8 ohm thì nó sẽ làm công suất là 110W một kênh. Và ở loa 6 ohm thì nó sẽ lên đến là 130W một kênh.
Về mặt tổng thể thì với cái dòng này thì là một trong những cái dòng huyền thoại trong cái giới nghe nhạc của đời nông, trong trong cái chuỗi sản phẩm như là 780D, 890D vân vân. Và cái trọng lượng của con này lên đến là 15,6 kg. Về kích thước của nó thì chiều ngang là 434 mm, chiều cao là 172 mm và chiều sâu là 396 mm. Một dòng Hamley 2 kênh rất là đẳng cấp. Thì thoạt nhìn cái thương hiệu Lô Đê thì nó sẽ không nổi tiếng như là những cái dòng đời nông, nhưng đây chính là toàn bộ ruột gan và cái cấu hình cũng như là toàn bộ là cái xác của đời nông 780D. Thì trong cái thương hiệu logo là Lô Đê Hitachi thì nó sẽ có một cái tầm giá rất là tốt để mà sở hữu và sưu tầm cái dòng Lô Đê Hitachi HA9000D này. Thì em sẽ test lại cái chất âm một lần nữa để các bác thưởng thức ha. Theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin chào tạm biệt các bác ạ.